bí quyết dưỡng ra ban đêm giúp bạn trẻ đẹp dạng người sau một ngày dài làm việc học tập, làn da của bạn cũng mệt mỏi, cần chăm sóc để phục hồi. Ban đêm khi bạn ngủ là thời gian tuyệt vời để da dễ dàng hấp thụ dưỡng chất nên các bước chăm sóc da buổi tối cần lưu ý đầy đủ và chuyên sâu hơn. Vậy cách chăm sóc da vào buổi tối như thế nào cho đúng liệu trình? Chị em đã chăm sóc đúng cách hay chưa? Hãy cùng xem hết video này để có thể có thêm kiến thức về chăm sóc da nhé. Đầu tiên sẽ là bước làm sạch trước bất cứ một quy trình skincare nào chị em cũng cần đảm bảo làm sạch da mặt. Bước này vô cùng quan trọng nhưng lại không được mọi người chú ý đến. Các bụi bẩn, bã nhờn trên mặt sẽ được loại bỏ và tăng cường khả năng hấp thụ dưỡng chất. Trong bước làm sạch này chúng ta sẽ có hai bước nhỏ đó là tẩy trang và rửa mặt. Với sản phẩm kem, sữa hoặc dầu tẩy trang, hãy đổ lượng sản phẩm vừa đủ ra tay rồi massage nhẹ nhàng các vùng da mặt. Sau đó dùng khăn giấy tẩy trang lau sạch, dùng bông thấm nước tẩy trang lau sạch lại một lần nữa. Với sản phẩm nước tẩy trang thì đơn giản hơn, hãy thấm vào bông tẩy trang rồi lau sạch mặt. Riêng các khu vực trang điểm đậm như phấn mắt cần đưa tẩy trang gốc dầu và giữ trong khoảng 5 giây trước khi lau để loại bỏ tốt nhất. Lưu ý tẩy trang là nhẹ nhàng làm sạch da chứ không nên kéo ra quá quá mạnh, nhất là vùng mắt vì sẽ gây tổn thương da, dễ hình thành nếp nhăn. Tiếp theo đó là sử dụng sữa rửa mặt chị em hãy làm ướt mặt của mình bằng nước sạch. Dùng sữa rửa mặt tạo bọt vừa đủ rồi đưa lên massage mặt nhẹ nhàng, cuối cùng rửa sạch lại với nước. Lưu ý nhỏ đó là đối với các sản phẩm sữa rửa mặt có hạt có tác dụng loại bỏ tế bào chết, chị em cần thao tác nhẹ nhàng tránh làm tổn thương da. Sau bước làm sạch chị em sẽ sử dụng toner cân bằng pH nhỏ một lượng vừa đủ toner ra bông tẩy trang, chấm nhẹ bông tẩy trang lên khắp mặt theo chiều từ dưới lên trên, từ trong ra ngoài, nên thoa đều và nhẹ nhẹ nhàng, tránh trà sát mạnh vì có thể gây tổn thương da. Lưu ý, chỉ lấy lượng toner vừa đủ để làm ẩm da mặt không nên sử dụng quá nhiều nên sử dụng toner ngay sau khi rửa mặt để da có thể hấp thu dưỡng chất tốt nhất có thể sử dụng toner bằng tay hoặc bông tẩy trang tùy theo sở thích cá nhân bước tiếp theo đó là sử dụng serum mỗi loại serum dưỡng da mặt đều có những công dụng khác nhau như dưỡng da làm mờ vết thâm làm trắng hoặc trị mụn tùy thuộc vào mục đích sử dụng mà bạn lựa chọn cho mình sản phẩm serum phù hợp để serum dễ dàng thẩm thấu vào da hơn bạn hãy nhỏ trực tiếp vài giọt serum lên mũi chán cằm hai bên má rồi massage nhẹ nhàng. Serum thường có kết cấu đặc hơn so với kem dưỡng ẩm, do đó khi thoa lên da có thể cảm thấy hơi dính. Tuy nhiên, cảm giác này sẽ nhanh chóng biến mất sau khi serum thẩm thấu vào da, nên massage nhẹ nhàng khi thoa serum để giúp serum thẩm thấu tốt hơn vào da. Tiếp đó đến retinol, retinol sẽ tác động đến các tế bào khác của làn da, thẩm thấu vào da và tăng quá trình tái sinh tế bào, kích thích sản sinh collagen cũng như hỗ trợ trị mụn và kháng khuẩn, từ đó mang lại làn da tươi trẻ. Tương tự như các loại kem dưỡng khác, chị em lấy một lượng Retinol vừa đủ để có thể thoa đều một lớp mỏng sản phẩm trên da mặt. Bước cuối cùng đó chính là bôi kem dưỡng ẩm giúp khóa lại tất cả những gì bạn vừa thoa lên da, đồng thời đảm bảo làn da luôn đủ nước. Chưa kể da mặt của bạn sẽ trở nên mềm mại và căng mọng ngay sau khi thoa. Chị em nên sử dụng kem dưỡng ẩm có kết cấu nhẹ và khi thoa lên sẽ không để lại cặn kem. Rất nhiều người đau đầu để lựa chọn ra được một loại kem dưỡng ẩm phù hợp với làn da của mình. Nếu sử dụng kem dưỡng ẩm không phù hợp sẽ gây tắc nghẽn lỗ chân lông và nổi mụn. Trên đây chính là các bước để có thể chăm sóc da vào buổi tối. Chúng ta cùng nhau tổng kết lại nhé. Có 5 bước quan trọng đầu tiên đó là bước làm sạch. Trong bước làm sạch thì sẽ có tẩy trang và sữa rửa mặt. Bước 2 đó chính là toner để cân bằng pH cho da. Bước 3 đó chính là serum. Bước 4 là retinol và cuối cùng chính là bước khóa ẩm. Hy vọng sau khi xem hết video này thì chị em sẽ có một lộ trình chăm sóc da tốt nhất. Nếu có bất cứ câu hỏi nào chị em hãy để lại comment ở phần bình luận mai sẽ trả lời tư vấn cho các chị em. Và đừng quên đăng ký kênh YouTube của Mai Suha để có thể cập nhật những video mới nhất về chăm sóc da hàng ngày nhé.